Minh Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình bản tin du học của New Education ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong thời kỳ nền kinh tế đang hội nhập và phát triển như hiện nay, có thể nói chúng ta dễ dàng bắt gặp các sự kiện diễn ra ở khắp mọi nơi. Tổ chức sự kiện không chỉ cần thiết trong các hoạt động kinh doanh, giải trí, nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa to lớn hơn trong các lĩnh vực như văn hóa, chính trị và ngoại giao giữa các quốc gia. Đây được xem là một lĩnh vực thú vị, thử thách và cần nhiều sáng tạo. Do đó, xu hướng du học ngành tổ chức sự kiện ngày càng thu hút giới trẻ năng động. Các hoạt động của tổ chức sự kiện có thể bao gồm các hoạt động PR, thông cáo báo chí, event quảng cáo sản phẩm, hội chợ thương mại, triển lãm nghệ thuật, trình diễn thời trang, các sự kiện thể thao, hội thảo chuyên đề hoặc các sự kiện của chính phủ. Trong bản tin của chúng ta hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Định nghĩa tổ chức sự kiện, du học ngành tổ chức sự kiện sẽ học những kiến thức gì, tổ chức nào sẽ phù hợp học ngành tổ chức sự kiện, nhu cầu nhân lực hiện nay của ngành tổ chức sự kiện trên thế giới nói chung và nước Úc nói riêng. Để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này, hôm nay New World Education rất vinh hạnh được mời tới trường quay một vị khách mời đặc biệt, đó là Miss Quỳnh Vi, đại diện tuyển sinh của trường ICMS, một trong những trường nổi tiếng về đào tạo ngành tổ chức sự kiện tại Úc. Chào Vi. Dạ, chào chị. Cảm ơn chị Tâm và cảm ơn New World đã cho phép em đến đây để giới thiệu về một trong những ngành thế mạnh của ICMS là ngành tổ chức sự kiện. Gần đây thì cái cụm từ event quá phổ biến, thế nhưng không phải ai cũng hiểu tổ chức sự kiện là gì. Vi có thể giúp quý vị phụ huynh học sinh định nghĩa chi tiết hơn về ngành này được không? Dạ, khái niệm của ngành sự kiện thì sự kiện là các hoạt động diễn ra tại một địa điểm, một thời gian cụ thể nhằm truyền đạt một thông điệp xác định nào đó đến đối tượng tham dự. Thì các sự kiện này có thể mang tính cá nhân, ví dụ như là các tiệc sinh nhật, tiệc cưới, tiệc gia đình, hoặc là những sự kiện với quy mô lớn hơn mang tính văn hóa, thương mại, hoặc là có những sự kiện sẽ mang tính giải trí, ví dụ như là các live show, các chương trình sân khấu kịch, sân khấu âm nhạc, hoặc là các chương trình thể thao. Có thể nói là các sự kiện này diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta, và để một sự kiện có thể tiến hành một cách trôi chảy thì chắc chắn là sẽ cần một đội ngũ đằng sau. Và những người làm công tác này được gọi là những người làm tổ chức sự kiện. Ngành tổ chức sự kiện đòi hỏi những kiến thức về kinh doanh, thương mại, marketing, nhà hàng khách sạn. Như vậy có phải là du học ngành tổ chức sự kiện thì sẽ đòi hỏi rất nhiều kiến thức? Dạ, có thể nói là như vậy. Vì quy trình tổ chức một sự kiện thì sẽ gồm rất là nhiều khâu phức tạp. Ví dụ như là trước sự kiện thì cần phải lên ý tưởng, lập kế hoạch, dự trù kinh phí hoặc là liên hệ khách mời v.v. Còn trong sự kiện thì cần phải tổ chức theo dõi diễn biến và xử lý các vấn đề phát sinh. Và cuối cùng là sau sự kiện thì phải theo dõi và làm những cái hoạt động sau sự kiện. Thì để các bạn có thể làm tốt tất cả các quy trình trên, thì ngoài kiến thức chuyên ngành, các bạn cần phải biết thêm những kiến thức liên quan, ví dụ như là như chị nói là marketing, về nhân sự, về truyền thông. Ngoài ra em thấy là các kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch cũng rất là quan trọng để các bạn có thể tự tin làm tốt trong ngành này. Ngành tổ chức sự kiện đòi hỏi sự mới mẻ và sáng tạo không ngừng. Theo Vi thì những yêu cầu và tố chất nào cần có cho một người học ngành tổ chức sự kiện? Ngoài những kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng như em đã nói ở trên, thì theo em là những người làm tổ chức sự kiện cần có những yếu tố sau. Thứ nhất là các bạn phải là một người rất là chu đáo, cẩn thận và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Thứ hai là đây là một ngành làm việc với con người, nên các bạn phải là những người thích giao tiếp, thích tạo các mối quan hệ xã hội, cũng như là năng động và hơi hướng ngoại một xíu. Thứ ba là khả năng sáng tạo chắc chắn là một yếu tố rất là cần thiết để các bạn có thể đi xa trong ngành này. Và cuối cùng là vấn đề sức khỏe, các bạn phải có sức khỏe tốt về thể chất lẫn tinh thần để mà mình có thể chạy đua với thời gian và chịu được áp lực cao trong công việc. Theo chị được biết thì ngành tổ chức sự kiện cũng là một trong những cái ngành đào tạo thế mạnh của ICMS. Vi có thể giới thiệu cụ thể hơn những ưu điểm khi mà học sinh theo học ngành này tại trường mình được không? Hiện nay ICMS đào tạo được cả hai bậc, bậc đại học và bậc thạc sĩ ngành Events Management. Thì sinh viên ngành Event của trường theo em thì sẽ có được 3 lợi thế sau. Thứ nhất là bằng cấp và chương trình đào tạo của ICMS hoàn toàn tập trung vào ngành Event chứ không đi về hướng Business nói chung. Thứ hai, có một điểm thú vị là campus chính của trường là một tòa lâu đài khá là nổi tiếng tại Sydney và được rất là nhiều cá nhân cũng như là công ty thuê để mà tổ chức sự kiện. Thì có rất là nhiều sự kiện là khá là nổi tiếng được diễn ra tại trường, ví dụ như là chương trình Celebrity Chef thì được quay tại bếp và sảnh của trường, hoặc là đám cưới của Nicole Kidman, diễn viên rất là nổi tiếng tại Úc thì cũng được diễn ra tại trường.
và các event lớn nhỏ của một vài công ty. Thì các bạn sinh viên ngành event có lợi thế là các bạn sẽ được tham gia hỗ trợ những sự kiện này và các bạn chắc chắn là sẽ có được những kinh nghiệm thực tế sau những buổi này. Và lợi thế thứ ba, lợi thế cuối cùng và em nghĩ là cũng là một lợi thế rất là quan trọng là chương trình thực tập của ICMS. Hiện ICMS thì có liên kết với khoảng 1.000 công ty để gửi các bạn đi thực tập. Trong đó có những công ty về event rất là lớn, ví dụ như là Fairfax Events, Beyond Events, Walt Disney hoặc là Sydney Film Festival. Bất kể chương trình đại học hay là thạc sĩ, chắc chắn là mình sẽ được thực tập đúng chuyên ngành, được hưởng lương trong một kỳ thực tập khoảng từ 6 đến 9 tháng. Yếu tố đầu ra luôn là sự quan tâm rất lớn của quý phụ huynh và học sinh Việt Nam. Vi có thể chia sẻ cụ thể thêm một chút về cái nhu cầu nhân lực hiện nay của ngành tổ chức sự kiện trên thế giới nói chung và nước Úc nói riêng được không? Thì yếu tố đầu ra cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của ICMS và trường rất là tự hào về tỷ lệ hơn 90% sinh viên ra trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ này thì cao nhất là sinh viên ngành nhà hàng khách sạn cũng như là ngành tổ chức sự kiện của trường. Trong những năm gần đây thì mọi người cũng có thể thấy là ngành tổ chức sự kiện đang phát triển với tốc độ rất là nhanh chóng tại Việt Nam, tại Úc cũng như là trên thế giới. Do đó chắc chắn là nhu cầu nhân sự của ngành này ngày càng tăng. Có rất là nhiều mảng trong ngành event mà các bạn có thể học và làm việc. Ví dụ như là các tập đoàn lớn chắc chắn là sẽ có phòng event để mà mình quảng cáo sản phẩm cũng như là thương hiệu. Các công ty truyền thông thì thường cũng sẽ có phòng event hoặc là các bạn có thể làm trực tiếp trong các event agency, gọi là các công ty tổ chức sự kiện. Có một công việc nữa rất là thú vị, đó là ngành wedding planner. Thì ngành này có thể là chưa phát triển tại Việt Nam lắm, nhưng mà ở các nước khác trên thế giới thì đã phát triển rồi và ngành rất là thú vị. Thì lời khuyên của em là các bạn sinh viên nên cố gắng trau dồi càng nhiều kiến thức càng tốt, càng nhiều kinh nghiệm càng tốt ngay khi còn đang học đại học để mình có thể định hướng được các mảng trong ngành event mà mình sẽ làm việc trong tương lai. Rất cảm ơn những thông tin hữu ích mà Vi đã chia sẻ trong bản tin du học của New Education ngày hôm nay. Hy vọng rằng là ICMS sẽ phát triển hơn nữa và luôn đồng hành cùng với New trong việc chấp cánh ước mơ du học cho các bạn học sinh sinh viên Việt Nam. Cảm ơn chị. Em cũng cảm ơn New và em cũng chúc công ty là mình cũng sẽ ngày càng phát triển để hỗ trợ cho rất là nhiều bạn sinh viên Việt Nam đi du học. Hãy liên hệ ngay tới tổng đài miễn cước 1800 6577 hoặc truy cập vào website newworldedu.vn của chúng tôi để được tư vấn và làm hồ sơ du học miễn phí. Đừng quên like, share, đăng ký kênh du học New World Education để được đón xem những thông tin mới nhất về du học các nước. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở các bản tin du học tiếp theo.